Lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-400 ở tỉnh Kursk của Nga vào đêm ngày 23-24 tháng 11. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Ukraine đã tấn công vào vị trí của một sư đoàn tên lửa phòng không thuộc Trung đoàn tên lửa phòng không cận vệ 1490 của Tập đoàn Quân số 6 của Nga ở tỉnh Kursk. Đáng chú ý, đơn vị được chỉ định của lực lượng vũ trang Nga đã tham gia vào hoạt động chiến đấu ở chế độ đất đối mặt đất tức là tấn công các mục tiêu cố định trên mặt đất báo cáo cho hành. Trong khi đó, cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga thông báo không quân và pháo binh Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự cũng như các xưởng sản xuất và lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine. Các hoạt động hàng không chiến thuật tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã làm hư hại cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, xưởng sản xuất và khu cất giữ máy bay không người lái, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Ngoài ra, Nga cũng giáng đòn vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 141 khu vực. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ hệ thống phòng không đã bắn hạ 44 máy bay không người lái của Ukraine. Sự xuất hiện của tên lửa siêu vật âm tầm trung Oresnik của Nga đã gây chuyển động thế giới quân sự phương Tây và làm dấy lên làn sóng lo ngại về khả năng phòng thủ của NATO. Với tốc độ Mark 10, khả năng mang nhiều đầu đại và tầm bắn bao phủ gần như toàn bộ châu Âu, Oresnik được coi là tên lửa không thể đánh chặn thách thức nghiêm trọng năng lực phòng thủ của liên minh quân sự này. Các chuyên gia quân sự ca ngợi, Oresnik là một bước đột phá về công nghệ, kết hợp tốc độ siêu vượt âm với khả năng cơ động cao và mang nhiều đầu đạn. Cựu đại tá Victor Litokin cho biết, với tốc độ lên tới 3 km trên giây, khó có hệ thống phòng không hoặc phòng thủ tên lửa nào trên thế giới có khả năng đánh chặn Oresnik. Điều này đặt ra câu hỏi về sự hiệu quả của các hệ thống phòng thủ hiện có của NATO và khả năng bảo vệ các thành viên của mình trước mối đe dọa mới này. Vậy điều gì khiến Oresnik trở nên đáng sợ? Thứ nhất là tốc độ chóng mặt Mach 10 gấp 10 lần tốc độ âm thanh, khiến các hệ thống phòng thủ hiện tại gần như không có cơ hội phản ứng kịp thời. Thứ hai là khả năng cơ động linh hoạt trong khi bay, khiến việc dự đoán quỹ đạo và đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn. Thứ ba là khả năng mang theo ít nhất 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn lại chứa 6 đầu đạn còn, cho phép tấn công đồng thời nhiều mục tiêu và sức công phá lớn. Cuối cùng là tầm bán rộng, ước tính từ 3 đến 5.000 km, đủ sức vươn tới hầu hết các mục tiêu quan trọng của NATO ở châu Âu. Nhà phân tích quân sự Vladiska Surigan nhận định, Oresnik có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân hiện có, thậm chí có thể phá hủy các bong ke kiên cố nằm sâu dưới lòng đất mà không cần sử dụng đầu đạn hạt nhân. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa mà Oresnik mang lại, không chỉ đối với các mục tiêu quân sự mà còn đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng của các nước NATO. Trước sức mạnh vượt trội của Oresnik, các chuyên gia phương Tây cũng phải thừa nhận những hạn chế của hệ thống phòng thủ hiện tại. Đài BBC dẫn lời các chuyên gia cho rằng, tên lửa này có thể tiếp cận căn cứ tên lửa Agis Assault của Mỹ tại Ba Lan chỉ trong vòng 8 đến 11 phút. Sự xuất hiện của Oresnik cho thấy Nga đang dẫn trước trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vật âm, tạo ra sự bất đối xứng trong cuộc đua vũ trang giữa Nga và phương Tây. Tổng thống Putin tự hào tuyên bố, Oresnik là một trong những tiến bộ quân sự mới nhất của Nga và chưa nước nào trên thế giới có loại vũ khí như vậy. Ông khẳng định các quốc gia khác sẽ không có hệ thống này trong ít nhất một hoặc hai năm nữa. Oresnik không chỉ là một vũ khí tấn công mạnh mẽ mà còn là một công cụ gian đe chiến lược hiệu quả. Nó khiến phương Tây phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine, đồng thời tạo áp lực buộc NATO phải đầu tư nhiều hơn nữa cho việc phát triển các hệ thống phòng thủ mới. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố gây chấn động, cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine bằng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của các nước phương Tây. Tuyên bố này không chỉ khiến các nhà lãnh đạo phương Tây phải lo ngại, mà còn dấy lên những lo ngại về sự leo thang của xung đột trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tổng thống Putin đã đưa ra lời cảnh báo này vào ngày 19 tháng 11, sau khi Ukraine tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các tỉnh Kursk và Bryan của Nga, sử dụng các tên lửa tầm xa Atec MS của Mỹ và Storm Shadow của Anh. Những cuộc tấn công này đã làm sấy lên một loạt phản ứng từ Moscow với cáo buộc rằng Mỹ và NATO đang cố tình làm leo thang xung đột, đồng thời cam kết sẽ đạt được mọi mục tiêu quân sự bất kể Kiev sử dụng vũ khí gì. Theo ông Putin, các cuộc tấn công tiếp theo từ phương Tây sẽ buộc nga phải đáp trả bằng các đòn tấn công và những mục tiêu quân sự của các quốc gia này. Nhà báo Travers người Ireland trên mạng xã hội X đã kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây thức tỉnh trước tuyên bố của Putin. Ông viết. Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện rằng London, Washington và Paris sẽ lắng nghe ông ấy. Cảnh cáo của nhà báo này không chỉ phản ánh sự lo lắng của cá nhân ông, mà còn là tiếng nói chung của nhiều người quan sát tình hình quốc tế hiện nay. Việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine đang khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngày 21 tháng 11, Nga đã có phản ứng mạnh mẽ đối với việc sử dụng các vũ khí của phương Tây, tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp nhằm vào một cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine. Trong cuộc tấn công này, Nga còn thử nghiệm một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất mang tên Oresnik với khả năng trang bị đầu đạn siêu thanh phi hạt nhân. Đây là một thông điệp rõ ràng của Moscow cho thấy họ không hề nao núng trước các động thái của phương Tây mà sẵn sàng tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ lợi ích của mình. Đáng chú ý, vào cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Atec-MS do Mỹ sản xuất để tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực của Nga. Đây là một bước đi quan trọng, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Ukraine, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng căng thẳng với Nga khi Moscow đã nhiều lần cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev. Với những diễn biến này, câu hỏi đặt ra là liệu xung đột ở Ukraine có thể bị kéo vào một vòng xoáy leo thang không thể kiểm soát được, Việc Nga tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công từ phương Tây càng làm gia tăng nguy cơ xung đột mở rộng. Các chuyên gia quân sự cho rằng trong bối cảnh hiện nay, Nga có thể tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và các nước NATO, khiến tình hình khu vực trở nên bất ổn hơn. Thủ đô Ukraine đang trải qua những ngày tháng đầy bất an khi bóng ma của một cuộc tấn công tên lửa mới từ Nga phủ bóng đen lên thành phố. Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, từ các tòa nhà chính phủ đến từng con phố, từng ngôi nhà. Quốc hội Ukraine đã buộc phải hủy phiên họp ngày 22 tháng 11 trước những cảnh báo về một cuộc tấn công tên lửa có thể nhắm vào các cơ quan đầu não của đất nước, bao gồm cả tòa nhà quốc hội và toàn bộ khu phức hợp chính phủ. Nguồn tin từ tờ The Kiev Independent cho biết, giới chức Ukraine đặc biệt lo ngại về khả năng Nga sẽ tiếp tục sử dụng Oristik, loại tên lửa mới được cho là không thể ngăn chặn trong cuộc tấn công sắp tới. Tên lửa này được cho là một loại tên lửa đạn đạo siêu thanh với khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân Ukraine khi được sử dụng trong cuộc tấn công vào thành phố Dnipro hôm ngày 21 tháng 11. Vụ tấn công đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và của, đồng thời phơi bày sự yếu kém của hệ thống phòng thủ Ukraine trước loại vũ khí tối tân này. Việc Nga liên tục sử dụng vũ khí tiên tiến và có sức hủy diệt lớn trong cuộc xung đột đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia đã lên án mạnh mẽ hành động của Moscow, kêu gọi nga kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, phản ứng của nga cho đến nay vẫn là sự phớt lờ. Việc thử nghiệm và triển khai Oresnik được coi là một tín hiệu răn đe mạnh mẽ gửi tới phương tây thể hiện rõ quyết tâm của nga trong việc theo đuổi mục tiêu của mình ở Ukraine bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Hệ thống tên lửa này được coi là thế hệ tên lửa đạn đạo tầm trung thứ hai của Nga, sau thế hệ tên lửa đạn đạo di động mặt đất tầm trung RSD-10 Pioner liên xô chế tạo vào cuối những năm 1970. Loại tên lửa này có khả năng tấn công mục tiêu với tốc độ 2 -3 km đến 3 km/giây (từ 7.200 10 đến 10.800 km/giờ) ở khoảng cách xa tới 5.000 km. Do đó, Oresnik có thể tiêu diệt bất kỳ vật thể nào ở châu Âu hệ thống này có tính di động và có thể được sử dụng với đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia lưu ý rằng hiện tại ở Tây Âu và Ukraine không có hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn một tên lửa như vậy. Truyền thông phương Tây đã phản ứng rất mạnh về điều này. Một số tờ báo dẫn lời các chính khách và chuyên gia cho rằng, bước đi này của Moscow là một tín hiệu răn đe mạnh mẽ gửi tới phương Tây về quyết tâm của Nga sau khi Mỹ cho phép và hỗ trợ Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa Atacms MS và Storm Shadow vào lãnh thổ Nga. Đằng sau những hành động quân sự ngày càng leo thang của Nga, giới phân tích cho rằng có những toan tính chính trị sâu xa. Một số ý kiến cho rằng Moscow đang cố gắng gây sức ép tối đa lên Kiev và các đồng minh phương Tây, buộc họ phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình. Một số khác lại nhận định, Nga đang muốn thử lửa các loại vũ khí mới, đồng thời phô diễn sức mạnh quân sự của mình trước thế giới tình hình hiện tại cho thấy cuộc xung đột nga ukraine đang ngày càng trở nên nguy hiểm và khó lường nguy cơ chiến tranh lan rộng và leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân là điều mà không ai mong muốn nhưng rất có thể xảy ra nếu các bên không tìm được tiếng nói chung